Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip hôm nay, thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4, đó chính là hệ số gốc của đường thẳng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu hỏi khởi động em nha. Ở trong đây về phần hệ số gốc ấy, thì thực sự em là nó khá là đơn giản đối với cái đồ thị hàm số bậc nhất y bằng ax cộng b. Thực chất ở đây người ta nói hệ số gốc của chúng ta đó chính là cái thằng a này. A này là chính hệ số gốc. Và trong đây chúng ta sẽ có hai góc, đó chính là góc nhọn. Nhớ này, nhọn khi nào? Khi a này dương. Và góc tù, cái góc này là góc tù khi a này là âm. Nhớ lại như vậy thôi. Và trong này chúng ta sẽ học một cái phần nữa khá là quan trọng, nghĩa là khi nào mà hai đường thẳng song song, ví dụ khi D1 và D2 song song với nhau, khi nào? Khi nó có cùng hệ số góc. Ví dụ a thì a, mà a âm a thì âm a hết. Hiểu nào? Còn khi A1 nó cắt D1 cắt D2, khi nào? Khi nó hai thằng này nó khác nhau. Như là ở đây A thì D âm A và ngược lại. Tí nữa đi vào bài chúng ta sẽ biết, thầy giới thiệu sơ qua như vậy thôi. Tại vì ở đây người ta có hỏi là khi nào thì hai đường thẳng Y bằng AX cộng B và Y bằng A phẩy X cộng B phẩy song song với nhau, trùng nhau và cắt nhau. Về cái điều kiện của nó, nếu nó khác nhau thì A này sẽ khác A phẩy. Còn nếu nó song song thì A sẽ bằng A phẩy. Còn nếu nó trùng thì A bằng A phẩy và B sẽ bằng B phẩy, thì nó sẽ trùng. Hiểu chưa? Ok. Còn ở đây ấy, nói về số điểm chung. Nếu mà cắt nhau á, nếu mà cắt nhau thì nó có một điểm chung. Song song thì không có điểm chung nào. Còn trùng nhau thì nó sẽ có vô số điểm chung. Nhớ thầy như vậy. Đây, thầy sẽ đưa ra về số điểm chung trước để cho em thấy. Nếu nhớ này, nó song song thì nó không có điểm chung này. Như là hai đường thẳng song song thì giống như hai đường tàu ray xe lửa các em, nó chạy song song thì không bao giờ nó gặp nhau được, thì nó không có điểm chung. Còn nếu nó cắt nhau, hình ảnh này đó, có một điểm chung này. Còn nó trùng nhau, ví dụ đây là một đường thẳng đầu tiên thì cái đường thẳng kia nó sẽ nằm chồng lên đây, nằm chồng lên đây thì nó sẽ có vô số điểm chung. Ta hiểu về vị trí tương đối, ba vị trí tương đối chưa? Ok nha. Còn điều kiện của nó thì tí chúng ta học nó sẽ nắm. Giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1, đó chính là hệ số gốc của đường thẳng y bằng ax cộng b. Ta đi sang ở cái hoạt động 1 em. Ở đây người ta có câu A và câu B. Ta sẽ đi giải quyết câu A trước. Trong mặt phẳng tọa độ đi cho đường thẳng y bằng ax cộng b, cắt OX tại điểm A và T là một điểm trên đường thẳng y bằng ax cộng b, có tung độ là vuông ở hình 1. Gọi góc alpha là góc xat, là góc tạo bởi cái đường thẳng này. Hãy nêu nhận xét của em về số đo của góc alpha và cái hệ số a trong trường hợp dưới đây. Như vậy nếu như ở đây mà cái trường hợp a đây này, chúng ta đã làm trường hợp a, thì chúng ta thấy nếu như ở trường hợp như này, ở đây minh họa là cái ví dụ là cái hàm số y bằng 0,5x cộng 2, thì nó với hệ số gốc của chúng ta là thằng này nè em, nghĩa là a của chúng ta là bằng 0,5 thì thằng này sẽ là vuông. Hệ số a đây thứ nhất là vuông, và dùng nếu chúng ta dùng thước chúng ta đo thì góc alpha ở đây, góc alpha là góc gì? Là góc nhọn. Nhớ nha, nó tính là góc nhọn em. Còn ở cái hình B thì chúng ta thấy là ở đây là hệ số A chúng ta này. Đây chính là hệ số A. Như vậy ở đây A chúng ta bằng âm 0,5 thì cái hệ số A chúng ta nhỏ hơn 0. Còn cái góc alpha ở đây, đây chính là một góc gì? Góc alpha là góc tù. Nhớ cái điều kiện góc nhọn góc tù nào. Góc nhọn là góc alpha, góc này nó phải nhỏ hơn 90 độ và sẽ lớn hơn 0 độ. Đây chính là góc nhọn. Còn góc tù là alpha này nó phải nhỏ hơn 180 độ, nhưng góc này nó phải lớn hơn 90 độ, thì góc tù. Nhớ về phần hình học á, thầy nhắc lại cái điều kiện thế nào là góc nhọn và thế nào là góc tù. Như vậy góc alpha nằm ở vị trí như thế này nè. Cái góc này tầm khoảng 25 độ thôi, 25 độ cho tới 30 độ thôi. Thì đây, để cái thước đo góc thôi nhỉ. Đây. Đo em xem luôn. Nó có sắc mắt cái trứng em. Để đo ở đây thì chúng ta sẽ cái tâm ở đây nè. Em thấy cái tâm ở đây không?
Đây, cái chỗ này dấu chấm này chúng ta đặt trùng với cái điểm A này. Đây. Và cái đường màu đen này, cái đường màu đen này nó sẽ nằm chồng với cái đường màu đen này. Rồi, chúng ta đặt vô. Sau đó chúng ta sẽ nhìn vào cái đường màu đỏ kia. Đây. Chưa được 30 độ em. 28 độ. Đây. Các em thấy cái đường màu đỏ này không? Chỉ lên này. Đây là 20 độ này, đây là 25 độ này, đây là 30 độ này. Cái chỗ đây là 28 độ này. Cái trường hợp alpha ở đây là bằng 28 độ thì nó sẽ là góc nhọn, góc nhọn nha. Còn trường hợp để đo góc alpha ở đây thì chúng ta cũng làm như vậy. Đây em nhìn này. Thầy sẽ đo. Nó có sát mấy cái trứng không? Đây. Cái dấu chấm ở đây là nó gì? Nó nằm trùng ở đây này. Chúng ta nhìn lên trên phía trên đây. Và nhìn ở cái vòng trong nhá, nhìn thầy ở vòng trong. Nhìn ở vòng vòng trong ở đây. À, như vậy thì ở đây là bao nhiêu độ này? 140, 150. Ở đây là 158 độ này. 150 đến 160 này thì cái chỗ đây nó sẽ là 158 độ. Như vậy alpha ở đây nếu mà giáo viên hỏi là bằng bao nhiêu độ thì chúng ta trả lời là nó là 158. Còn alpha ở đây sẽ là 28 độ này. Đó chính là một góc tù. Thằng này góc tù và thằng này góc nhọn này. Rồi ha, nó có sắc mấy cái trứng chứ không, cái em bảo thầy nó láo. Còn cái điều kiện của góc nhọn là đây và điều kiện góc tù là đây. Được chưa? Ở trong quá trình học thì thầy hay nhắc lại kiến thức cũ nên các em đừng có tua video, nếu em tua video thì em không hiểu á nha. Nó giống như một toán hình này em. Ở đây người ta yêu cầu là gì? Hãy so sánh các hệ số A các đường thẳng y bằng x trong hình 2, so sánh góc alpha tại hạt góc beta tạo bởi đây. Bây giờ các em sẽ so sánh này. Hệ số A đây là mấy? Đây là hệ số A này. Đây hệ số A đây người ta không ghi, tức là ngay chỗ đây là số 1 này. Người ta không ghi thì người ta ký ngay chỗ đây, người ta ngầm hiểu đây chính là số 1. Đây là mấy? Ở đây là 2 này. Như vậy thì chúng ta thấy là 0,5 sẽ nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 1. Và đây sẽ nhỏ hơn. Nhỏ hơn gì? 2. Có đúng không? Nên từ đó chúng ta sẽ suy ra ở đây góc alpha 1, góc alpha 2 và góc alpha 3. Nên từ đây mà alpha 1 là tương ứng với cái hệ số là 0,5 này. Như vậy chúng ta suy ra alpha 1. Cái hệ số của nó càng lớn thì số đo cái góc của nó càng lớn nha. Và nó gần như tiến tới là 90 độ này. Cái góc nhọn là cái góc nhỏ hơn 90 độ, nhưng mà cái hệ số của nó càng lớn thì cái góc của nó gần tiến tới gần bằng ở đây là 90 độ. Như vậy cái góc nào có hệ số càng nhỏ thì cái đường thẳng nào nó có hệ số càng nhỏ thì cái góc tạo bởi nó sẽ càng nhỏ nha. Đấy. Em hiểu chưa? Alpha 3. Như vậy góc alpha 3 này sẽ là góc lớn nhất. Tương tự như vậy đối với cái thằng bên hệ số âm thì ngược lại. Đối với thằng hệ số âm thì ngược lại nha. Đây. Thằng này là âm 1 này, thằng này em âm 0,5 này. Như vậy thì âm 0,5 nó sẽ lớn hơn là gì? Âm 1 và nó sẽ lớn hơn âm 2. Thì từ đây chúng ta suy ra cái góc ở đây là đây là beta 3 đúng không? Beta 3. Đấy, nó sẽ lớn hơn beta 2. Và nó sẽ lớn hơn beta 1. Đó. Vậy thôi. Nó rất là đơn giản nha, nhưng chúng ta phải hiểu nha. Các em rõ chưa nào? Thầy làm trực tiếp ở trên hình các em thấy rất là dễ hiểu đúng không? Còn nếu như mà để mà lập luận mà chi tiết nữa thì các em muốn ghi chép á thì đây em, thầy vẫn chuẩn bị bài chi tiết để các em ghi chép. Còn trong quá trình giảng thầy đã giảng em hiểu rồi. Chứ không phải là không hiểu. À. Đây nghe. Ở câu A này. Câu B nghe. Như vậy thì chúng ta thể thấy rằng là nếu mà đối với hệ số mà dương á, đối với hệ số dương nha, thì hệ số càng lớn thì cái góc nó sẽ gần tiến tới đó chính là bao nhiêu độ? 90 độ. Là góc nhọn ha. Thì hệ số góc đấy nó sẽ tỷ lệ thuận. Còn đối với cái anh mà bên âm á, bên âm thì ảnh ngược lại. Rồi ok. Xong chưa? Bấm dung video lại nha. Ta sẽ đi xem phần nhận xét rất quan trọng này. Thầy nghĩ phần nhận xét này là cực kỳ quan trọng này. Ta nhận thấy này, khi hệ số A là dương, nghĩa là A lớn không, thì góc tạo bởi đường thẳng này
và trục Ox đó chính là góc gì? Góc nhọn. Nghĩa là với cái đường thẳng, cái trục Ox này đúng không? Với cái đường thẳng này, đây, đó chính là góc nhọn. Ta hình dung như này, đó. Hiểu chưa? Là một góc nhọn. Hệ số A càng lớn này, hồi nãy trường hợp chúng ta thấy đấy, thì góc alpha càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 90 độ. Nghĩa là nó lớn đi cỡ nào đi chăng nữa thì nó vẫn nhỏ hơn 90 độ tại vì nó là góc nhọn. Chứ nếu bằng 90 độ thì nó là góc gì em? Nếu mà bằng 90 độ này nó chính là góc vuông rồi. Hiểu chưa? Tương tự như vậy, khi hệ số A âm thì góc beta tạo bởi cái đường thẳng này, đây chúng ta hình dung bên này, đây là OX đúng không? Đây là OX, đây là X này, đây là X này. Thì cái đường thẳng này, đây, nó tạo với cái anh OX này đó chính là một góc beta. Thầy vẽ minh họa hình ảnh để các em dễ hiểu thôi. Đó, hiểu chưa? Như vậy thì hệ số A mà càng lớn thì góc beta này càng lớn nhưng vẫn nhỏ hơn 180 độ. Vẫn nhỏ hơn 180 độ. Tại vì nếu mà bằng 180 độ thì ra góc gì? Góc bẹt. Nếu bằng thằng này ra góc bẹt, góc bẹt là góc, nó chính là một đường thẳng và nó là bằng 180 độ. Hiểu chưa nào? Về khái niệm về hệ số góc, A là hệ số góc của đường thẳng, nghĩa là từ nay trở về sau, dụ người ta yêu cầu các em chỉ ra hệ số góc, ví dụ như là y bằng 2x cộng 3 đi, thì người ta hỏi là ở đây hệ số góc là bao nhiêu, thì hệ số góc của người ta là đây, là A người ta là bằng 2 là hệ số góc này. Còn ở đây là góc nhọn hay góc tù? Vì ở đây A bằng 2 lớn hơn 0 thì đây chính là góc gì? Góc nhọn. Còn ví dụ thầy cho là ví dụ này, y bằng âm 3x cộng 1 đi, thì hệ số góc của nó bằng bao nhiêu? Đó chính là đây, là âm 3. Và âm 3 nhỏ hơn 0 thì chắc chắn góc này đây chính là góc góc tù. Các em hiểu không? Đó chính là góc tù. Chúng ta hình dung như thế. Thì bây giờ chúng ta đi sang phần ví dụ 1 này. Tìm hệ số góc các đường thẳng sau đây. Đây, hệ số góc của nó ở thằng này là 0,7 này. Hệ số góc ở đây là âm 2 này. Hệ số góc ở đây là âm 2 phần 3 này. Góc này góc nhọn hay góc tù? Cái này lớn hơn 0 chắc chắn là nhọn này. Cái này nhỏ hơn 0 là tù này. Cái này nhỏ hơn bằng 0 là nhỏ hơn 0 sẽ là tù này. Đây. Người ta không hỏi nhưng mà thầy cũng sẽ hỏi. Dù thầy là dạy trực tiếp với em chắc chắn thầy sẽ hỏi. À, em hiểu không? À, ví dụ thầy hỏi hệ với hệ số góc này thì nó tạo với cái trục OX. Với trục OX này thì nó là góc nhọn hay góc tù thì chắc chắn thằng này là nhọn này. Thằng này trục tạo với trục OX là góc nhọn góc tù chắc chắn là tù này. Thằng này tù hay nhọn đây chính là tù. Đấy, hiểu chưa? Ok. Bây giờ thầy sẽ đi, sau khi chúng ta hiểu rồi á thì chúng ta sẽ đi sang phần thực hành 1 các em nha. Ok. Ở phần thực hành 1 em, ở đây người ta yêu cầu em tìm hệ số đường thẳng sau đây. Hệ số thì trời ơi, cái chỗ nào ngay chỗ X á. Đây, hệ số A chúng ta đây là bằng gì? Âm 5 này, hệ số này. Hệ số góc. Hệ số góc đây, đây. Dễ không em? A bằng căn 2 của 3. Hệ số góc đây. A bằng căn 2 của 11. Tóm lại, thằng này là góc gì? Những gì? Góc gì này? Đây chính là góc tù. Hệ số A nó nhỏ hơn. Nhỏ không là góc tù này. A lớn không nhọn này. A lớn không nhọn này. Hiểu chưa? Ok. Các em hiểu không? Hiểu không nhỉ? Như vậy thì ở đây, cái câu A ở đây á, chúng ta làm nhanh nha. Đây, các em ghi là có hệ số góc là A bằng âm 5 này. Câu B ở đây y bằng căn 2 của 3 x cộng 3 thì có hệ số góc là A đây bằng căn 2 của 3 này. Câu C y bằng căn 2 của 11 x cộng căn 2 của 7 thì có hệ số góc A đây sẽ bằng căn 2 của 11. Xong. Đơn giản vậy thôi nha. Rồi, quá dễ. Người ta hỏi các em là gì? Trong cái đường thẳng sau đây, đường thẳng nào tạo với OX một góc nhọn một góc tù? Đây. Đây là hệ số A của ta đây là bằng 3. 3 thì lớn hơn 0 thì nó sẽ là nhọn. Đúng không? Đây hệ số A, hệ số góc của ta là bằng -4, nhỏ hơn 0 thì đây là tù hay nhọn? Cứ nhỏ hơn 0 là tù. Tương tự như vậy, A ở đây bằng -3, nhỏ hơn 0 thì nó sẽ là tù. Quá đơn giản, dễ hiểu, dễ sử dụng. Được chưa? Ok. Đây nghe. Ở câu vòng dùng 1 này. Thầy làm rồi. Nhưng mà các em muốn chi tiết để ghi này nọ thì đấy, chúng ta trình bày đây.
Hiểu chưa? Vậy thôi. Được chưa nào? Đấy. Thầy sẽ cho thêm cho em một số cái bài này. Ví dụ như ở đây chúng ta vẽ này, đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 5 này. Y sẽ bằng âm 1 phần 2x cộng 2 này, và y sẽ bằng là âm x cộng 6. Và các em cũng xác định hệ số góc này, và nó là góc góc gì, nó là góc gì, góc tù hay góc nhọn, thì chúng ta cũng xác định giùm thầy ba thằng này, câu số 1, số 2, số 3. Vẽ đồ thị hàm số ra trước, sau đó xác định hệ số góc và xem được nó là góc gì, góc tù hay góc nhọn nha. Vậy thôi. Còn phần 2 thì thầy cũng sẽ quay trong clip sau. Thầy sẽ cắt ra để cho các em xem, tại vì trong danh sách phát của thầy nó có đầy đủ hết. Các em cứ vào đó các em xem và người ta sẽ biết nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh.